Mến chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với Tuệ Tầm Giác Ngộ trong video ngày hôm nay. Hiện thì tình hình dịch bệnh rất là phức tạp và các anh chị và các bạn nhớ hãy thực hiện đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế để chúng ta cùng nhau chung tay dập dịch nhé. Xin kính chúc quý vị và các bạn đang theo dõi video thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì vaccine vẫn là biện pháp phòng dịch tốt nhất. Thế nhưng do nguồn cung còn thiếu, rất nhiều đối tượng chưa được tiếp cận với biện pháp này. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Bên cạnh các biện pháp 5K thì việc mỗi người tự tăng sức đề kháng cho chính mình là những cách chống dịch chủ động nhất. Bài viết dưới đây chia sẻ 3 món ăn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng chống virus do bác sĩ người Nhật khuyến cáo. Chúng ta cùng theo dõi ngay nhé! Bác sĩ Nhật chỉ ra 3 món ăn có tác dụng chống virus, tăng miễn dịch mạnh trong mùa dịch. Có hơn 30 năm kinh nghiệm về chuyên khoa hô hấp, bác sĩ Oshino Otani, nổi tiếng tại Nhật, đã chia sẻ 3 thực phẩm giúp hệ hô hấp khỏe mạnh, chống lại virus, cải thiện hệ miễn dịch. Chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của con người, đặc biệt là hiện nay, virus, vi khuẩn có rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Cho vậy nên, việc ăn uống đúng cách càng quan trọng hơn. Bác sĩ Oshino Otani làm việc tại khoa hô hấp và lồng ngực ở tại Nhật Bản đã có tới 30 năm kinh nghiệm trong nghề bác sĩ. Bác sĩ Oshino Otani cho biết, trong nhiều năm qua, ông chưa từng bị ốm và còn được mệnh danh là bác sĩ chữa nhiều bệnh nhân hô hấp nhất tại Nhật Bản. Ông đã chia sẻ bí quyết như sau. Thứ nhất, uống thêm trà xanh khi bị cảm cúm. Bác sĩ Yoshio Otani khuyên mọi người nên uống trà xanh. Polyphenol có trong trà xanh còn được gọi là catechin. Chất này có nhiều lợi ích đối với cơ thể của con người. Bởi vì trà xanh là một loại trà chưa lên men, cho nên hàm lượng chất catechin, polyphenol cao nhất trong số các loại trà. Những hợp chất này có thể bảo vệ tế bào và DNA khỏi tác hại của các gốc tự do. Hơn nữa, catechin là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể ngăn chặn một loạt các phản ứng oxy hóa để tránh quá trình oxy hóa và DNA của tế bào. Những tác động oxy hóa này có thể thúc đẩy ung thư, sơ vữa động mạch, viêm nhiễm và lão hóa. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong trà xanh cũng có thể chống lại các bệnh về cúm. Kết quả nghiên cứu chung của Đại học tỉnh Sokuda và các công ty Litoen đã xác nhận rằng polyphenol có trong trà xanh có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus một cách hiệu quả. Thứ hai, ăn chuối mỗi ngày tăng khả năng miễn dịch. Táo rất giàu kali, nhưng mà chuối thì lại có hàm lượng kali cao hơn cả táo. Theo bảng thành phần tiêu chuẩn thực phẩm của Nhật Bản, thì hàm lượng kali trong chuối gấp 3 lần so với cam, quýt và táo. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng kali có thể làm thông mạch máu và làm giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra thì kali có thể giúp cho cơ thể bài tiết lượng muối dư thừa, đồng thời có tác dụng hạ huyết áp, cho nên bác sĩ Yoshio Otani cũng ăn chuối mỗi ngày. Bản thân bác sĩ Yoshio Otani đã có trải nghiệm xác nhận tác dụng của chuối đối với sức khỏe khi mà tham gia chương trình truyền hình đến thăm một nông dân trồng chuối ở thị trấn Kawanan ở tỉnh Miyagi. Trong chương trình, bác đã đo rằng cái tuổi mạch máu của chủ trang trại chuối thì kết quả rất là bất ngờ. Tuổi thật của ông chủ trang trại là 67 tuổi, nhưng mà mạch máu của ông chỉ là như người 32 tuổi thôi. Khi mà nhóm quay phim và bác sĩ đến thăm chủ trang trại này, ông thấy ông ăn chuối cả vỏ, thậm chí còn làm mứt chuối hoặc là chiên chuối lên ăn mỗi ngày. Thứ ba, ăn sữa chua tốt cho đường ruột và cải thiện khả năng miễn dịch. Ngoài hai thứ kể trên, bác sĩ Oshio Otani cũng khuyên rằng mọi người nên ăn sữa chua. Sữa chua có thể điều chỉnh trong môi trường của ruột. Điều này không chỉ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa mà còn giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Tại sao? Tại sao sữa chua lại có tác dụng thần kỳ như vậy? Thực chất là các vi khuẩn lactic chứa trong nó mới là lực lượng chính để có thể điều chỉnh môi trường ở đường ruột. Có hơn 1.000 loại vi khuẩn trong đường ruột của con người, có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu. Vi khuẩn lactic có thể làm tăng vi khuẩn tốt
và chống lại vi khuẩn xấu, cho nên có thể cải thiện đường ruột. Nhưng mọi chuyện không phải là đơn giản như vậy. Những vi khuẩn nào và bao nhiêu vi khuẩn có trong ruột thực sự khác nhau ở mỗi một người. Sự cân bằng các vi khuẩn đường ruột không thể nào cải thiện ngay sau khi lập tức bạn ăn sữa chua, mà cần ăn sữa chua một cách liên tục để có thể cải thiện một cách đáng kể. Thưa các bạn, không thể phủ nhận rằng lợi dụng dịch bệnh đang là mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Nhiều người đưa ra những thông tin về các giải pháp chống dịch hiệu quả, thu hút được sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên thì thực hư hiệu quả của các phương pháp phòng chống dịch này tới đâu, chưa ai kiểm chứng. Trước những thông tin thật giả lẫn lộn này, dư luận lại càng hoang mang hơn. Phần tiếp theo của video ngày hôm nay là những khuyến cáo của các chuyên gia về các phương pháp phòng chống COVID-19 kỳ lạ này. Ai cũng nên nghe để thận trọng trong việc tiếp thu thông tin ở thời điểm dịch bệnh đang nhạy cảm như hiện nay. Bác sĩ, người nổi tiếng, bày cách nhỏ mũi dầu dừa, uống nước gừng phòng COVID-19 thực hư như thế nào? Gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những bài chia sẻ được cho là của bác sĩ, ca sĩ về cách nhỏ mũi bằng nước muối đặc, dầu mè, dầu dừa hay là uống nước gừng xả để có thể tránh COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo đây là những thông tin thiếu cơ sở khoa học, chớ tùy tiện mà áp dụng. Bác sĩ khuyên nhỏ mũi bằng dầu dừa, dầu mè để phòng COVID-19. Trong khi cả nước, đặc biệt là các y bác sĩ đang căng mình để chống lại đại dịch COVID-19, thì trên mạng xã hội có không ít người chia sẻ các thông tin thiếu kiểm chứng về cách phòng và chống dịch bệnh có thể ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe của người áp dụng. Đặc biệt là trong đó có cả bác sĩ, người nổi tiếng có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. Điển hình như chia sẻ của một bác sĩ có tên là PXT tại thành phố Hồ Chí Minh về việc rằng dùng dầu dừa, dầu mè nhỏ vào mũi có thể phòng COVID-19. Theo vị bác sĩ này thì để bảo vệ niêm mạc mũi khỏi sự xâm nhập của virus COVID. Không có virus COVID hay virus COVID-19 mà chỉ có virus SARS-CoV-2, theo phóng viên. Có thể nhỏ mũi bằng nước muối ưu trương. Nếu như ai không có chịu được nước muối ưu trương thì có thể thay bằng dầu mè. Thậm chí bác sĩ T còn phân tích cụ thể những cơ chế mà khiến cho dầu mè, dầu dừa phát huy tác dụng và hướng dẫn cách nhỏ mũi để tránh khỏi sự xâm nhập của COVID-19. Thông tin trên sau khi được chia sẻ nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Tuy nhiên, dưới dạng phương tiện chuyên môn thì tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 khẳng định rằng hiện không có khuyến cáo nào của các cơ quan y tế, không có nghiên cứu nào chứng minh rằng nhỏ các loại dầu như là dầu dừa, ô liu, dầu mè vào mũi để có thể phòng được COVID-19. Tính đến thời điểm này thì cách phòng COVID-19 được cho là hiệu quả nhất đó chính là tiêm vaccine. Ngoài ra thì Việt Nam, Bộ Y tế có khuyến cáo 5K để có thể phòng bệnh, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Chính vì thế, người dân hãy làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chờ đến lượt để được tiêm vaccine, bác sĩ Khanh nhấn mạnh. Theo bác sĩ Khanh cũng cho biết, việc nghe theo những thông tin trên mạng xã hội rồi nhỏ các dung dịch chưa có được kiểm chứng vào mũi của mình có thể gây ra những hệ lụy tiềm ẩn như là tạt tổn thương niêm mạc, gây ra viêm mũi, nhiễm khuẩn. Ca sĩ chia sẻ bài thuốc dùng chanh, xả, gừng để bồi bổ phòng COVID-19 giữa đại dịch. Mới gần đây thì dân mạng lại bàn tán xôn xao về việc một ca sĩ nổi tiếng có tên là CN chia sẻ bài thuốc dân gian, đó là dùng xả, gừng, tắc hay người ta còn gọi là quất, có thể thay thế bằng chanh, đun lên, sau đó cho vào chai, dùng dần để bồi bổ cơ thể, nâng cao đề kháng, chống bệnh tật. Ngay khi bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội, thì nhiều người hâm mộ bình luận rằng đây chỉ là một bài thuốc truyền tai, không có cơ sở khoa học. Tiếp thu ý kiến của người hâm mộ, nữ ca sĩ sau đó đã gỡ bài đi. Trong thực tế, bài thuốc mà dùng chanh, xả, gừng để có thể phòng COVID-19 thì không quá xa lạ trước đó. Có nhiều người đã chia sẻ thông tin này như sau. Bác sĩ Trần Văn Phúc tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội cho biết, cho tới nay, chưa có bất kỳ một tài liệu khoa học nào để cho thấy rằng nước chanh có thể tiêu diệt được virus SARS-CoV-2, kể cả những loại virus khác.
Chanh là một loại quả giàu vitamin C, là một loại axit có tên là citric. Ngoài ra, có khoáng chất thêm flavonoid cùng một số thành phần khác. Như vậy, uống nước chanh thì sẽ bổ sung vitamin C, cho nên tăng cường sức đề kháng, nhưng mà không có bằng chứng khoa học về tác dụng phòng chống virus. Về phương diện đông y thì lương y Vũ Quốc Trung thì khẳng định rằng chanh xả và gừng kết hợp với nhau không phải là bài thuốc để chống COVID-19, thậm chí là gây hại đối với cơ thể nếu mà sử dụng. Gừng và xả thì đều có tính nóng, nếu cho vào đun đặc sử dụng sẽ gây lại cảm giác nóng ở vùng dạ dày, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, thực quản, nóng và đổ ghen hai mắt. Lương y Trung cho hay, theo như ông Trung thì việc sử dụng chanh, xả hay là gừng chỉ nên dừng lại ở mức độ là gia vị với liều lượng vừa đủ trong bữa ăn hàng ngày, không nên kết hợp để nấu thành nước uống liên tục hàng ngày. Nếu như sử dụng thành vị thuốc thì người đó cần phải có chuyên môn kê bôi thuốc, không nên tự ý làm. Lương y Trung cũng khuyến cáo để phòng COVID-19 thì người dân nên thực hiện theo những khuyến cáo của Bộ Y tế và các quy định chống dịch của từng địa phương, không có tự ý dùng các vị thuốc, bài thuốc lan truyền trên mạng xã hội. Trước tình trạng thông tin thiếu có cơ sở về phòng chống dịch COVID-19 xuất phát có nhiều trên không gian mạng, thì các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phải bình tĩnh, tỉnh táo để sàng lọc thông tin, trang bị kiến thức để nhận diện rõ các nội dung không chính xác, thiếu cơ sở.